cô đẹp này. Đẹp đẹp lội xong nè. Chiều mới tốt lành, không tốt lành cho anh em ơi. Sợ ông bằng lắm. Đẹp quay lại cho anh em xem chuột à. Mà ông bằng giả mang luôn, mà hôm qua là đẹp giấc chiều tối rồi. Đó, chuột nó dính ra, nó ngồi kìa. Đó đó. Trở lại với kênh Vũ Điệp, xin gửi lời chào đến cả nhà nha. Chào các anh em đồng nghiệp và fan của Điệp nha. Thanh, cả nhà thấy gì chưa? Nó trời lớn không? Đó, anh em thấy không? Hôm nay thì Điệp làm chủ đề đi đặt bẫy chuột cả nhà ơi. Đặt có 20 mấy chiếc bẫy. Đó, kiếm ăn với nhiều thì cho mấy chị của Điệp muốn bắt một con tôm là phải mình tốn một con tép. Người ta nói là bắt tép mà nhử con tôm. Đó, thấy không? Thì mình muốn bắt một con chuột ngon thì mình phải hy sinh khóm nha anh em. Đó, này là Điệp gài khóm nha. Đó, với chuối mà mua buồn chuối mà để hôm qua hôm kia giờ đây bị mấy chuột ở nhà nó đi về bắt á, nó chạy lòng vòng dài vòng cái khi chuột á, rồi nó đua hết mấy trái chuối rồi, còn có 5 trái à, dưới một trái khóm à. Thấy lão dạng đồ với Đồng Tháp với tôi đồ mấy lão đó bào quá chờ bào rồi nên cũng ngứa. Đó, giờ mình bào lại coi sáng mai trông cho có thành quả coi. Đó, then biến chú đó, thấy không, thấy biến ghê không? A à, đù mạnh dữ ghê chú, kinh chú. Đó, Điệp sắc cái miếng nhỏ nhỏ như gì nè nha anh em. Thì mỗi một chiếc bẫy là Điệp để là nó một miếng như gì đây đó. Thì Điệp một trái khóm này Điệp mới gọt đi, nó đi ra. Mà cái này gọt mình gà chuột mình gọt như gì nha. Thì anh em nào có ý kiến hay hơn thì nhớ comment bên dưới cho Điệp học hỏi thêm nha. Chứ thật sự đi ra thì cái này mà gọt ăn mà gọt cái kiểu đây là nó tư lử dữ lắm nha anh em. Mình gọt mình ăn mà tư lử lắm nha. Là cái như là cái lử là tối là hết hung môi nổi đi luôn đó. Ấn ăn chè đậu đi luôn á. Các bạn nói gọt chuột ăn mà không nói gì đâu mà hung môi hung bổng kỳ cục kẹo trời. Ghê thiệt chứ. Đó, giờ còn mấy trái đó để cho nó chín. Coi có chuột hay không. Nếu có chuột thì ngày mai chiến tiếp. Còn không có chuột thì ngày mai mình cũng vẫn chiến nữa, mà chiến cho nó vô trong cái bao tử. Đó, anh em thấy không? Có năm trái da chuối à. Nguồn chuối hết trơn rồi. Giờ 5 trái nè. Gà chuột mà lựa chuối này nè nó mới ngon nha anh em. Tại vì nó có cái màu này nè, cái màu sáng này nè. Với phần nó chín nó thơm á là mới được hiệu quả đó. Thì khóm cũng vậy, khóm mình lựa mấy cái trái mà nó chín mình nó đừng có còn màu xanh nha, mà nó chín mình nó thơm chứ khóm luôn á. Thì gà nó mới nhảy. Thì nói chung là chín người Mỹ mà, mỗi một anh em người gài khác nhau hết. Có người gài bắp, ngô á, rồi có người gài khoai mì, khoai lang, rồi chuối sim. Nhưng riêng Điệp thì Điệp gài chuối già nha. Đó. Rồi với Điệp hay gài mít. Màu mít á, nhưng mà khóm, màu chuối là Điệp thấy mấy cái màu đó là Điệp gài nó hay nhảy. Thấy lão dạng mới xem clip sáng giờ bận chuyện quá, mới xem clip lão dạng nãy là tầm giấc này cũng khoảng 4 giờ đó anh em, mà mới xem clip của lão dạng. Thì thấy lão gài miếng mít chà bá vậy nè, bự bành kia giống hệt như là cái lương vô nó đội á, nó đội ra phi vậy nè, bự chà bá vậy nè, gài cái miếng mít á. Thấy lão gài cũng dữ lắm mà, nó thấy sáng cũng trúng á. Thôi giờ Điệp bắt đầu đi chiến thôi anh em ơi. Đó, thì cũng mở đầu video thì Điệp cũng thành một cái thói quen rồi, cũng gửi lời chúc đến anh em và cô dì chú bác anh chị á trên mọi miền đất nước á, luôn luôn có sức khỏe dồi dào nha, và mà ăn phát đạt và được hạnh phúc và yêu thương trong cuộc sống nha. Giờ Điệp bắt đầu xuống vỏ, đầu Điệp đi chiến thôi nha anh em, chờ kết quả ngày mai nha. Thì gà trên cây này Điệp cũng có chia sẻ rồi đó, thì nói chung anh em nào gà trên cây này nó rất là hiệu quả, nói chung là nó dễ gài mà. Giờ Điệp ấp máy, Điệp đi gài thôi, sáng mai nha anh em. Mong anh em đón xem nha, mỗi lượt xem thì để lại cho Điệp xin một like, Điệp còn thêm tinh thần nha anh em. Giờ Điệp ấp máy anh em ơi. Rồi giờ sáng rồi nè anh em ơi. Quá trời Điệp đêm hôm Điệp xỉn, Điệp đi nhậu xỉn á. Thì quá trời rồi, giờ Điệp dậy muộn rồi, giờ nắng lên rồi, mấy có đi thăm bẫy chuột nè nha anh em. Giờ đầu video thì Điệp cũng mời cả nhà dùng miếng trà đường với Điệp nha, trà đá. Mời cả nhà dùng bánh mì nha. Đây. Mì nha. Cùng đồng hành với Điệp cũng một cái máy cái vỏ. Đây. Bây giờ cái ghe của Điệp như cái đống rác số 10 đi nó đi luôn, bụi bặm không là cả nhà nha. Hôm qua đi gà chuột á, thì đâu có quét dọn đồ ra đâu, đi về muộn nữa. Nè, còn 7 còn mồi nữa kìa. Thôi, giờ đi lên đường thăm thôi cả nhà ơi. Ồ cái ghe cũng gác không à. Giờ dơ cả nhà ơi, để Điệp rửa, Điệp lau chùi một cái ha, rồi đi lên đường thăm nha cả nhà.
Điệp cũng mới tới cái chỗ thăm chuột nè anh em ơi. Hôm qua Điệp đặt ở đây nè là gặp hai thằng cháu Phi với thằng Kim nè. Giờ chú thăm hai cái ở đây coi. Mở hàng trước nè 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 anh em ơi. À, chưa có cái nào hết trơn. Mở hàng coi. Mở hàng coi. Đâu rồi? Ý dạ. Lùm không à anh em ơi. Đâu ta? Khó quá anh em ơi. Anh em chờ điệp cái nha, tại vì có con tay à. À dính này, dính này, dính này, dính này, dính này, dính này, dính này. Dính này. Dính này anh em ơi. Mày đã bự. Thấy không? Hiện qua chọn cái nhánh cây này nè. Thêm con biết không? Đó, đây nè. Hôm qua chú nói chú gài rồi, hai cái nhánh này, một á là thêm một chiếc bẫy nữa. Hai cái nè, chín hết trơn nè, chuột kia bự kìa. Nói là thêm một cái chiếc bẫy nữa là để mình một là cái con ở trong này nè. Đó, cái con ở trong này nè nó chạy ra đây. Thì cái đầu bẫy nằm đây, một dính đây. Hai là cái cọng dây ở trên dây leo này nó bò xuống. Nó dính mấy ở ngoài, một chuột ngoài bự lắm á anh em ơi. Lặn vô không được đó. Lặn vô không được cả nhà. Đây đây. Đây. Mẹ bự. Chuột chà bá luôn. Đó. Gài mà cho nó không lắc á là anh em nhớ kỹ là bẻ một cái nhánh nhỏ nha. Chim ở dưới cái chiếc bẫy là giống như điệp nha. Đây nè. Đó rớt rồi đó. Thì mình chim ở dưới cái chiếc bẫy đó để cho nó đừng có lắc. Rồi. Cái này cho nó qua bên đây đi, còn cái trong này chuột bự chà bá luôn. Bự chà bá lửa luôn. Mà lằn vô lằn không được anh em ơi. Anh em chờ đi. Điệp con cá ngăn chuột này bự lắm. Hết biết con chuột bự không? Ôi ôi. Chuột này nó mấy lần rồi, con chuột bự nè. Chuột cơm nha anh em. Chuột cơm mà nó bự cỡ này nè. Vì sáng ngày đi thăm muộn. Có một số anh em điện thoại cho Điệp, hỏi mà Điệp nhận cuộc gọi á, chữ Điệp quá trời chữ luôn. Chữ Điệp không tưởng tượng luôn anh em. Mình Điệp tưởng đâu là đến là đặt hàng, đàn chuột bự hết biết không? À, tưởng đâu là đặt hàng hay gì? Điện thoại chữ nói mà mày mua chuột mày thả vô nó hả gì á, mày dính quá trời dính á. Tao gài ở đây nó không có dính hết trơn, mày chia sẻ mọi tầm bậy. U chữ Điệp tao lao mới lao thiệt. mắc cười dữ lắm á anh em. Điệp cái gì Điệp sống Điệp chia sẻ hết mà còn bị chữ lên chữ xuống cừ thiệt chứ. Thì em nói với anh á, anh gài qua sông lớn này mới có con nó mới có chuột bự nè, nó nè nha anh. Còn anh trai điện thoại chữ em hổm á thì anh gài ở trong, nói chung là anh gài ở trong gạch á, thì có dính chuột nữa mà chuột bự giống như gì đây là nó không có nha. Anh gài trong kinh là chuột nhỏ nó nhiều nha, cũng vẫn dính chuột chuột bự nữa, nhưng mà chuột bự á, cái số lượng ở trong kinh nó dính ít lắm đó. Thì em chia sẻ như vậy đó thôi. Thăm tiếp cả nhà ơi. Nè, hai con rồi, giờ để ấp máy. Cái này nó gì kỳ cục kẹo á anh em, cũng không hiểu đi luôn. Cái này nó bị sập mà sao mà nó không dính ta. À, gió thổi hay là bị cái bằng rớt biết. Ôi nó ấy anh em ơi. Ôi đây nè, nó sập xuống rồi, cái máy nó văng ngược trở lên luôn nè. Chắc chuột bự sợ nó vô á, rồi nó quýnh có nửa con rồi nó rút ra quá. Thôi đẹp ấp máy anh em ơi. Cái này chết à. Khui hàng. Cái này phải có người móc nữa, hay quá. Đâu rồi? À, dính rồi anh em ơi. Dính rồi. Đây. Chuột này ăn được. Bự cũng bự lắm. Đây. Chuột này mà gài mà chuột chuột ấy anh em, gài thứ mà chuột này cũng hơi bự quá. Gài bảy gắn á, chuột gắn nè, chuột này mà gài dính hổ hèo mà lớn á. Tối quá. Mới có ba em à. Rồi đập máy cả nhà. Khui hàng. Bể giống này đây. Rồi dính này. Dính này. Lùm không hả anh em ơi. Đây. Rồi ở đây hai cái. Đây.
cái này chết rồi, cái này hôm qua nó hết trơn khóm rồi, nên chuối nó không chịu ăn nè. Anh em gài nhớ kỹ là lấy cái cây cản ở dưới gì nè nha anh em, là chiếc bẫy mình nó không có bị lắc nha, nó vững nha. Đây còn chục chả bá nè anh em ơi, nè lên lên đâu chả bá luôn. Ừ, cắn ấy da, cắn ơi, cắn mạo hiểm quá. Nó phá như quỷ rồi nè con chuột nè, nó phá mùa màng lắm, lúa ruộng đồ hay là cây trái, là tất cả, nói chung là tất cả cây trái nó đều ăn được hết á. Có trái sầu riêng là gai là nó ăn không được thôi, sầu riêng á thì thấy nó bị ăn là không phải con này đâu, là con nhen á, con nhen á nó ăn mấy trái sầu riêng á, còn mấy này nó phá ghê hồn lắm, nó ăn cho đã đời mập hay. Thôi được ấp mái cả nhà ơi, mấy cái lùm đó anh em ngon lắm á, mà chắc chiều hôm qua tối quá tối thì Điệp không có gài nè anh em ơi nè, mấy cái lùm này mà chen vô mà gặp nhánh cây gài là lùm đó. Điệp chuyện qua tối quá tối thì được gài tới 6 giờ mấy, Điệp tranh thủ về tải cái gieo bắt ong hai tổ ong đi lên á, nên tối quá tối mấy cái lùm này Điệp không có gài được, tiếc thiệt chứ. Mấy cái này là gài lằng cái con á, đi gài chuột mà gặp mấy cái lùm dây leo gì nè anh em, kiếm cái mấy nhánh cây á thì chuột nó hay làm, nó ở trên mấy cái bụi đó là chuột nó hay làm ổ anh chảnh, với mấy cái cây dừa gì nè, cây dừa ngang ngã mấy sông nó hay làm ổ á, tối nó bò vô nó kiếm mồi cho nó kiếm ăn. Ủa cây dừa này nó ngã ghê vậy ông anh. Dừa ngã đó, được gài dài đằng bộ chút và đằng ở đằng đó đó, mấy cục bằng đó đó một chút nữa hồi lại đó thăm mà được quay cho anh em xem nha. Mấy cái này thì không gài được, chuyện qua tối quá im thiệt mà không có gài. Rồi tiếp anh em ơi, lại mình một chút nặng á, có mấy cái nặng á, coi cái thành quả làm sao đây. Gà chuột này á, anh em lựa trên bờ có dừa nha, thì được chia sẻ anh em nào á, thì xem á, mà có làm á, thì được hiệu quả thì để cho Điệp xin một like nữa nha anh em. Chứ gà trên bờ, nhìn trên bờ có dừa gì nè, tối chuột nó bò xuống kiếm ăn mà không biết cái này có không. Điệp gà ở đây nè, không có cây, gác đại lên luôn. Khui hàng lụm anh em ơi, chuột bự thiệt chứ, lụm nha, quả trận chuột này nghe tiếng chuột bự cho bả luôn. Thì đây nó đây, một đại ở trên ấy đi luôn à, cái da chỗ nó ủi tôi thì kiếm được mở cái tay ở dưới này khó lắm, buộc đại trên mấy cái dây leo á, ở khó quá anh em ơi. Đây được rồi, đó hai gác vô rồi, ghê không, bự chà bá luôn trời. Tiếp anh em ơi, cũng lụm cũng thở ra, nãy giờ mấy con đó. Okay. Đi. Đó, Điệp ốp máy anh em ơi, như Điệp gài trong này nè, tại giấc chiều qua ta 6 mấy rồi, 7 giờ tối rồi mà Điệp không nhớ cái điểm gài luôn, sáng ngày giờ đi mò kiếm bẫy nè, giờ mò vô đây trước gài, hình như là gài ở đây hay cái gì nè. Ui cái này ngon quá trời, ngon mà không dính anh em ơi, ngon mà nó không ăn. Rồi Điệp ốp máy. Đây cái cục lùm này đây, bộ tre rồi đây, nhìn cũng im lắm mà không biết sao đây. Điệp ủi vô trong này nè anh em ơi, trong này có cái được ủi nè, ủi vô đây. Ui nó móc không nội mẹ ơi, dây nhợ không anh em ơi, tức trời, cái trong kia dính này kìa, để Điệp bơi đi vô trong đó rồi Điệp bật máy nha anh em. Lần nó khó thiệt đó anh em. Ngoài trời nha, trời khó. Ấy da, dính chuột nè anh em ơi. Đây, chuột cho bá đi luôn rồi. Thấy không? Biết con chuột rồi. Lần nó vô khó quá. Ô chuột bự kìa. Ý, tính chạy với anh hả cưng. Ấy da. Ý, cái da trôi. Ủa nè, anh em nè.
chút xíu nó nữa là cái xuồng nó trôi đi ra ngoài ngoài kia rồi, ngồi dớ nghe mọi người. Lằn lằn ra nó khó lắm. Điệp bị ở ngoài đó, nãy điệp ngoài đó đó. Đây. Họ biết chuột bự anh em. Chuột bự cho bá đi đến đây luôn nè. Chuột cơm á nha, chuột cơm mà nó ở trên cây á, nó sống cái môi trường nó sạch á. Cái giò nó trắng bông mà. Còn mấy chuột mà nó ở ruộng á. Cái đầu anh em thấy là cái nó ở hang rồi đó, cái giò nó màu đen. Còn nó sống trên cây á, nhìn thấy cái giò nó màu trắng hệt như chuột cống lang vậy chứ không phải. Chuột cơm là cái màu nó vàng như vậy nè, hết biết vàng không? À, nó mà nó bự con như vậy đó, chuột này là con chuột dái. Cái anh này cũng dữ à, đi gượng đực cũng dữ lắm à. Mang hai cặp cái cặp ba trứng hết hồn bự không? Mang đi hết nổi luôn. Ước gì mình được như anh ấy, bự như vậy. Thôi đi bắt máy nha nè. Bắt máy đi tiếp. Tiếp ra trong bụi lùm này nè. Tan. Có em nào không? Một tay ồ dính hai cái. Hai con. Chuột này gà bẫy gắn ngon. Hết ý luôn. Này là chuột này là gà bẫy gắn thì thôi luôn, còn cái gì nữa. Con này là vừa cỡ luôn. Này, vừa cỡ luôn. Con bên kia nữa kìa. Ồ, con bên đây mà gà một cái nè. Em hai cái, hai con hết. Để buộc dây nha. Nói đây. Chuột này thì thôi luôn. Chuột lứa nè. Ồ, nắng nó chá. Anh em ơi. Chuột này gà bẫy gắn hết sảy luôn. Mấy chuột này nó mạnh lắm. Ui, đây một cái nó không có được bự. Đây một cái thả cho mình xuống đây. Còn đây một cái nữa nè anh em. Cả nhà ơi, cô dì chú bác ơi, ăn sạch miếng mồi của con rồi. Cô dì chú bác ơi, con để miếng khóm với miếng chuối mà nó cắn tan tành banh xlong hết. Để cái cây ngang này nè, cho nó vững nè anh em nè, cho chiếc bẫy mình nó đừng có sụp xịt gì nè. Vô chuột bự nó sụp xịt nó bị nghiêng bên kia lặt, nên là phải chim ngang như vậy đó, chim cái cây á. Đây hai cái hai con cũng lần nãy vậy, cũng một số dính dần số hông nữa anh em. Cái gà bẫy này ai mà gà nhân tài mà cái nào cũng dính đâu, có khi mà nhầm ngày chuột đi ăn á, chưa có ai gài, chưa có ai động á, thì mình gài thì mới được hiệu quả. Chứ cái dách này kêu bằng lớp chạy xe gài rồi lớp bơi dưới sông nữa. Điệp thấy á, bữa hổm Điệp đi sang ông chạy ngang, Điệp gặp mấy anh chị á, anh gài có hai vợ chồng đi bằng vỏ, cái vỏ lớn á, nhưng mà vỏ đẹp. Hai vợ chồng chỉ thì ngồi chỉ vô mồi, anh trai kia thì gài. Bữa hổm Điệp thấy gài đây gà banh hết rồi, tại Điệp gài kiếm ăn cả nhà ơi. Rồi Điệp ấp máy. Điệp gài đây hai cái nè anh em ơi. Đón thấy trên cây dừa này nè, thấy nó có làm ổ. Gài chăng cái gòn nè, dính không? Ôi ôi gì mà không dính trời. Dạ, hai cái ở đây. Buộc dây đây. Ôi giỡn thiệt chứ. Ôi dở thiệt chứ, mà không xuống dính ta. Còn mọi luôn rồi, vậy mà không chịu xuống. Thấy trên cái dừa này nó có ổ nữa đó. Thì nó chạy nè anh em coi kìa. Cái cây dừa nghe ở đầu anh em thấy cái bẹ không, nó qua cái nhánh gọn đó. Đó. Thấy không? Nó không xuống đường cái cây dừa đó để mà nó dính cái kia, mà nó xuống đường đó nó dính cái ở bên đây đó anh em. Thấy không? Điệp thấy rõ ràng mà, thấy nó ấy đó anh em, thấy có ấy mà đó anh em. Thấy không? Mày hả bự, nhánh này cái nhánh bự nên Điệp không có cho chim cái cây ngang ý. Đây bự quá trời bự anh em. Chà bá luôn hết biết con chuột dái rồi. Mang hai cái hột mít nó nho chà bá lửa luôn. Dạng thật luôn. Chuột này mà chiên nước mắm ha, nấu chua ha,
xào rau găm ha, khìa ha, hấp cơm ha. Ủa mà hấp, mà hấp cơm ăn ớn miệng lắm. Đó, anh em thấy không, nó không dính cái đằng này thì ra là mày đi cái đường bẻ dừa xuống ha cưng. Đó, đi đi cái đường bẻ dừa xuống qua bên kia, còn cái ở đây thì nó chết quất. Để ở đây đi, để đây đi, đừng chạy ra làm tao nha. Dính được cái con bự nè, cái này nè, để cái cây nhỏ gì thì đẹp chim nè, nắm ha. Nó có vô chăng nữa chiếc bẫy mình nó được vững á. Đó, nè, để cái cây nè, đẹp chim nè. Mà thật sự ra cái này nó chết quất. Dính cái kia thôi, ấp máy anh em ơi. Ấp máy để tiếp. Trời ơi, gì mà hai cây dính được được con. Trời, ba lửa luôn. Rồi, điệp xuống xuống giỏ nha anh em. Nãy giờ cũng số dính và số không cũng nhiều lắm. Dính cũng nhiều mà không dính cũng nhiều. Ở nhà gà chiếc bẫy dính chuột mà không dám lấy nè cả nhà. Ghê cho đẹp không? Đáng lý bơi ở ngoài kia nó chống kìa, vô trong nhánh bằng đó. Đó, chuột ngồi trong nhánh bằng cục nửa màn hình đó. Cả nhà thấy không? Mà điệp không dám lấy. Mới ghê chứ. Ông bằng giả mang luôn. Rồi giờ bắt buộc phải lội xong nè. Biết sâu không nè. Sâu quá. Sâu quá cả nha. Cả nhà thấy không? Gặp cô đẹp kìa. Điệp lội xong nè. Chứ không có tốt lành, không có tốt lành cho anh em ơi. Sợ ông bằng lắm. Điệp quay lại cho anh em xem chuột à. Ông bằng giả mang luôn, mà hôm qua là điệp giấc chiều tối rồi. Đó, chuột nó dính ra, nó ngồi kìa. Đó đó. Giờ thay chuột không? Ông bằng kìa, nguyên một về kìa. Đó, ông về kìa. À, cái nhà con về cái đó kìa. Quay là nếu hình đó. Rồi cái cây này cũng giả mang luôn. Rồi sao mà lấy nè. Trời, sao mà lấy nè cả nhà ơi. Được lùng quá lùng luôn. Đứng lên trên mấy cái cặt bằng mà tháo đi ra nè. Quá wow, trời ông bằng luôn rồi. Hết biết luôn. Có về á, tự nó dài ra ngoài luôn. Dính chuột rồi nè. Ấy da, sao mà lấy. Nhón lên tí xíu nè. Ăn miếng chứ nữa, có sữa cho con bú. Đó. Chụp cái này nha. Đó, nè. Dính chuột mà không có lấy được. Bây giờ bắt buộc phải lội xong. Nhà này nhà của chú Lơ nè. Cũng bà con vậy. Với đẹp. Nói chung là dính cũng được mớ và một mớ không dính anh em. Chẳng ai chẳng gấu gì đó. Bây giờ nãy mà hên quá ra tới rồi anh em ơi. Lơ chứ đốt vậy ta. Ồ, ở đó có đống lửa kìa, anh tránh mình thui mấy con chuột luôn. Thui nó xong xuôi chân là khìa ha. Đang hồi địch quay thành quả anh em ơi. Địch còn ở dưới sông nè, chung là còn chạy được mới, còn mới nó không chạy anh em. Chạy cũng được nhiều à, cũng được biết được chục con mà. Để hồi đẹp điểm à, đẹp leo lên cái. Bây giờ đứng ở dưới vỏ. Gài hai mươi mấy chiếc bẫy mà dính được bao nhiêu nè cả nhà ơi. Cái này gọi là gài mót lại của mấy anh chị kia nè. Hai mươi mấy chiếc bẫy mà dính được bao nhiêu đó. Nó vô nó kêu ít mà. Hồi lúc mà nó ăn á, nó trái cây của cô chú á, nó không kêu đâu. Nó không kêu ít rồi dễ vậy, mấy con này phá như quỷ, mấy con này phải tiêu diệt nữa. Phá dữ lắm đó nó anh em. Nó chứ anh em mà hôm mà chuột mà có ở gần nhà mình nha. Thôi đừng nó bò vô nhà rồi nó ị trong nhà luôn, nó ăn rồi nó ị luôn. Nó phá như cái gì vậy. Chuột nói chung là con cũng được con số, con bự số con nhỏ nè. Mấy con này bự quá. Mấy con này mà về mà làm món ăn ngon lắm đó anh em. Bự bự không biết được bao nhiêu con nữa. Để đẹp điếm nha. Nói chung là cái này được một con, hai con, ba con. Ba con rồi phải không? Ba con ở dưới bên đây nè. Bốn con, năm con, sáu con,
7 con, 8 con, 9 con, 9 chuột anh em, được, được mấy chuột bự này. Biết luôn chuột nó bự này. Chuột cơm á, chuột cơm mà nó bự con cỡ 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 này nè. Biết thì cái đá thì con chuột nặng chiều chiều, con này tự giá hơn 200 g. Con mấy con chuột bự như vậy nè là nó tính nó nha là 6 con cho 7 con ký, mấy chuột bự gì nè. Cái này vòng vòng đi được chừng ký ngoài chuột hả anh em ơi. Ký ngoài chuột gì. Rồi thành quả của đẹp bao nhiêu đó nó đó anh em ơi. Nói chung là như đây là thắt này đó anh. À anh em có mấy chuột rồi chưa tới chục con chuột. Rồi cũng như là đẹp có con clip đồng thời gửi đến cô chú bác anh chị xem. À, có yêu quý mến đẹp cả nhà hãy nhớ cho đẹp xin like nó nghe cả cả nhà. À, nói chung là cũng được số dính nhờ gì và một số không. Cái này phá quá. Đẹp không có nói đến mấy con chuột đó nữa. Phá như quỷ bà tiếp ta. Thôi giờ đẹp chúc cô dì chú bác cho anh chị em cho mọi miền đá đất nước á. Con buổi tối xem clip của đẹp luôn dễ và hạnh phúc nha. Giờ đẹp nói là chia tay. Đẹp bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những clip tiếp theo nha. Rồi giờ hồi về ở đầu đẹp coi mấy con chuột này đẹp xử lý nó ra cả nhà ơi. Đẹp bye bye cả nhà nha.